Thưa sư phụ, nhiều người hỏi trong YouTube đó là họ muốn có cái kinh Thai và sáng mình đọc. Sư phụ, thì sư phụ có cho phép con gửi cái link trong cái đường link YouTube luôn được không sư phụ? Hay là gửi rồi đó cho họ download luôn hết, mục đích là mình giới thiệu kinh mới vậy đó. Tại vì thu đầu tiên đọc nhưng mà có mấy cái thu quen cuốn cũ á, cái này cũng hơi dấp nhá. Ok, cứ cho họ đọc cũng bước á, miễn sao có cha có mẹ trong đó thì cuốn kinh nó mầu nhiệm như thế, cho nó khác hơn đại thừa chút. Có nghĩa là cuốn kinh Thiên Tâm mình tu cho Nam Tông, tu Bắc Tông, tu cho Công giáo, thành mình gom lại hết. Mình 1.5 tiếng bằng tu 3 tháng thôi. Sư phụ, có Nương Kiều hỏi: sư phụ ơi, con cho con hỏi là con tập ngồi thiền mới có mấy lần thôi mà con bị lắc quá, con sợ quá, con muốn khắc phục thì phải làm sao? Ngồi thiền mà bị lắc á, là do mình có cái nghiệp ân quán với nhiều đời nhiều kiếp, với nhiều gọi là nghiệp tiền kiếp, thì chỉ có sám hối và cứ kiên trì thời gian sẽ hết, chỉ có vậy thôi. Cho nên cái thiền đó là mình biết nó có hiệu quả. Khi mình lắc á, là cái con ma hay là nghiệp á, họ không có muốn mình tu. Tất cả những con ma ích kỷ nó chỉ muốn mình thành ma giống nó thôi, nó không có muốn mình thành tiên. Thành tiên mình bỏ ra là thế gian không có chịu, ích kỷ lắm. Thì mình phải lại sám hối, mình xin nó tha cho tôi. Cũng giống như đứa nào có một chồng quá quậy á, anh tha cho em để em đi thu, em về trời đi theo anh đánh em có ngày có bữa em buồn buồn mới nghe cái anh đài á, bà ra bà cắt củ quý bỏ vô máy sấy, bà sấy á. Có không, có ai nghe đó không? Có đứa nào nghe không? Có nghe câu chuyện đó không ạ? Thở đó công nhận cũng hay nha. Bây giờ ông đó là tạo nghiệp là đã xong rồi, cái bà này bà thêm tạo nghiệp nữa, cái người ta có đó là quý nhất, tự nhiên đi cắt bỏ máy sấy sấy. Bà ở đó tù không biết tu nó vậy con. Mà trong tất cả chúng con hôm nay là bảo đảm cho bộ hy vọng là đứa nào làm hết chuyện kỳ nhỉ nha. Có dặn chồng lấy cà rốt cắt, lấy củ cải rồi cắt, rồi áo bồ phải bỏ vô máy sấy 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 rồi đưa ly nước cho nó uống. À, vậy hay hơn cô quý của ta để nó ngủ. Ngại nghe luôn yên cười.